Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh Đồ Câu Trần Tiến á. Thì hôm nay em giới thiệu tất cả cô chú anh chị một lô máy bẫy Nhật. Thì cái lô máy này á, thì nó có nhiều giá. Giá thấp nhất là 130 ngàn một máy nha mọi người. Đó, còn dàn hàng trên đây thì giá nó hơi cao một tí. Đó, 4-500, 5-600, 7-800. Còn con quả tiễn kia là 900. Đó, còn cái dòng dưới đây thì nó tầm khoảng hay tầm 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 trung, tầm tầm rẻ thôi, dành cho anh em nào mới tập chơi nè, mới tập câu nè. Đó, thì giá nó tầm khoảng 130 ngàn, 130 ngàn đến 200, 200 mấy chục ngàn thôi nha mọi người. Còn cái ba cái máy ngang này thì giá nó 300, 300, 400. Nó dành cho anh em câu lua nè, hai máy này câu biển nè, câu đáy, câu vít. Rồi, em giới thiệu mọi người con máy đầu tiên là 355. Đó, 355. 355 này một con máy ngang tay phải nha. Đó, một con máy ngang quay tay phải, quay rất là êm nha mọi người. Con này ngoại hình thì nó có chày, đó, lượt cước còn quay rất ngon nha. Đó, lượt cước chạy rất là êm. Con này là made in Japan nha. Đó, made in Japan Daiwa nha. Daiwa G4 1135, 135i, quay tay phải. Rồi, con 355 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 300 ngàn. Đó, 355 giá 300. Tới con máy 356. 356 này là một con Daiwa luôn. Nó có để chữ Daiwa ở đây mà bị mờ rồi nè mọi người. Đó, Daiwa Made in Japan luôn nha. Con này dành cho anh em câu vít nè, câu đáy nè. Đó, câu rạn rất là ok nha. Trong cái ổ cước này thì nó có một cuộn bi dây bi e nè. Đó, dành cho anh em nào câu luôn khỏi cần mua tốn tiền. Đó, bộ dây này không là cũng gần bằng cái máy rồi đó. Lừa cước còn rất là ok nha. Đó, lừa cước còn rất là ngon luôn. Made in Japan. Đó, 356, 356 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 400 ngàn nha. Thông số cước nha. Đó, hai speed của nó là 4.9. Cước số 5 vô được 150 m nè. Rồi, con này là con 356. Rồi, tới 357 nha. Đó, 357 này là một con máy máy vít. Ở câu vít, câu gạn, câu đáy, quay tay phải nha mọi người. Con này là con Shimano, Shimano Titanos, carbon titanium nè. Có cái hình của ông câu cá đây luôn. Đó, anh em muốn quay kêu nhẹ thì quay cái chỗ này, còn muốn kêu nặng thì gật nó xuống. Đó, quay cảo. Cái này là cảo nha. Thì gatio sẽ thấp. Gatio của nếu mà anh gật này xuống á, thì nó cảo cá thì gatio nó sẽ thấp. Còn em muốn quay mà gatio nó cao hơn tí thì gật này lên, thì nó nhìn nó quay nó quay lẹ hơn nha mọi người. Đó, có nghĩa nó hai gatio quá. Đó, anh em muốn quay chế độ 2 chiều nè. Đó, quay chế độ 1 chiều rồi gật này lên thôi nha. Gạt cước ok luôn. Rồi, con này con 357. Đó, dành cho anh em câu gạn, câu đáy nha, câu vít. 357 này em sẽ bán cho mọi người với giá là 400 ngàn. Đó, 400 ngàn một con máy Shimano Carbon Titan. Rất là đẹp. Rồi, 357. Tới 358. 358 này là một con Tactics Android. Đó, TX 1500. Nó ghi 1500, con này sai 1500 nha. Con này sai 1500, con này cước số 2 thì vô được 150 m. Đó, cước số 2 vô được 150 m, Made in Korea. Quay rất là êm luôn, im gu bờ rù. Mô bin sống nha. Gạt cước ok nè. Rồi, con này con 358. Đó, 358. 358 nha. 358 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 150 ngàn nha. Tới 359. 359 này con Alpha Tackle. Đó, Sunday Pin. Con này size của nó là size 3 ngàn. Đó, size 3 ngàn. Cước số 4 vô được 120 m, số 3 vô được 140 m.
Made in Korea nha. Quay rất là ngon lành luôn, mô bin sống nha. Kẹt cước ok nè. Đó. Quay rất là ngon nha mọi người. Rồi con này con 359. 359 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 140.000. Đó, 359 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 140.000 nha. Tới 360. 360 là một con Daiwa ST2000. Đó, size của nó size 6000. Đó, size 6000 nha. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Con này made in Taiwan nha, hàng Đài Loan xuất Nhật. Đó, quay rất là êm luôn. Quay rất là êm. Gạt cước ok nè, mô bin sống. Chế độ 2 chiều. Chế độ 2 chiều nha. Rồi con này con 360. Đó, 360 nha. 360 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 300.000. Đó, 360 này em bán cho mọi người với giá 300.000. Thông số cước nha. Cước số 6 vô được 200m, số 7 vô được 170m. Rồi tới con 361. 361 này con Daiwa ST850. Đó, size của nó là size 4000 nha mọi người. Size 4000. Con này cước số 4 mới vô được 150m nha. Đó, cước số 4 vô được 150m nè. Made in Japan luôn. Quay rất là êm. Con này đẹp lắm nha mọi người. Đó, nồi carbon, thân kim loại, tay quay kim loại nha. Con này con 361. Gạt cước ok nha. 361 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 380.000. Đó, 361 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 380.000 nha. Tới con máy 362. 362 là con Siuta DF40, size nó size 2500. Thân nồi carbon, tay quay là bằng kim loại nha. Đó, tay quay chày nè, chày nước sơn nè mọi người. Đó, con này made in Korea nha. Quay rất là êm, gạt cước ok nè. Thông số cước nha. Cước số 3 được 170m. Số 4 được 120m. Đó, con này con 362. 362 thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 130.000. Đó, 362 này em bán cho mọi người với giá 130.000 nha. Tới con 363. 363 này một con Daiwa Jupiter 3500 T3B. Đó, con này size tương đương, nó size 5000. Cước số 5 nó vô được 150m. Số 6 nó vô được 120m nha. Con này made in Trung Quốc, hàng Trung Quốc xuất Nhật nha mọi người. Quay rất là êm. Đó, quay êm gu luôn, mô bin sống. Gạt cước ok nè. Đó, gạt cước ok. Ở đây nó bị hơi ăn nước muối nè mọi người. Đó, không có ảnh hưởng gì nha. Quay rất là êm luôn. Quay chế độ 2 chiều. Rồi, con này là con 363. 363 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 250.000 nha. Đó, 250.000. 363. Tới máy 364. 364 này con SSM CX3000GD. Nó ghi 3000 với size thật, con này tới 4000 nha mọi người. Đó, size nó tới 4000. Made in Korea luôn. Con này quay rất là êm nè, im gu bờ rù luôn. Chế độ 2 chiều nha. Đào gập này lại. Rồi, mô bin sống nha mọi người. Chiếc bằng đuôi chuột nha. Đó. Gạt cước ok nè. Con này con 364. 364 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá 180.000. Đó, 364 giá 180.000 nha. Tên máy 365. 365 này con Siuta EF30, size nó size 1500.
Made in Korea nha. Đó, thân nồi carbon, tay quay cũng bằng carbon luôn. Gateo con này là 4.3. Gateo 4.3. Quay rất là êm nha. Đó. Con này size 1.500. Rồi con này là 365. 365 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 130.000. Đó, 365 này em bán cho mọi người với giá là 130.000. Tới con 366. 366 này là một con Shimano Tomoro SS 2000. Đó, size nó size 2000 nha mọi người. Cước số 2 được 200m, số 3 được 140m nha. Gateo của nó 4.2, gạt cước ok luôn, thân nồi carbon, tay quay kim loại nha. Con này Made in Korea. Made in Korea. Quay còn rất là êm nha mọi người. Chế độ 2 chiều. Rồi, con này là con 366. 366 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 150.000. 366 này em bán cho mọi người với giá là 150.000 nha. Tới con máy 367. 367 này là một con SZM. SZM Spin Fighter 5000. Đó, con này size tương đương, nó size 5000 nha mọi người. Made in Korea luôn. Nồi nhôm, thân là bằng carbon, tay quay là tay quay kim loại. Đó, tay quay kim loại nha. Con này thì chốc ghẻ nhiều. Có hệ thống ABS luôn nha. Quay rất là êm. Con này có hệ thống ABS luôn nha mọi người. Chế độ 2 chiều. Đó. Gạt cước. Gạt cước ok nha. Mô bin sóng nè. Rồi, con này con 367. 367 này em bán cho mọi người giá là 250.000. Đó, cước số 2, cước số 4 vừa được 260m. Số 5 nó vừa được 180m. Và số 6 nó vừa được 150m. Đó, 367 nha. Đó, 367 này em sẽ bán cho mọi người với giá là 250.000. Tới máy 368. 368 này là một con SZM luôn. SZM Supercat nè. Đó, S900. Size con này là size 900 nha, chưa tới size 1000, size mini. Nồi nhôm, thân là bằng carbon, tay quay là bằng kim loại. Con này Made in Korea nha, hàng Korea xuất Nhật. Đó, hàng Korea xuất Nhật. Ratio của nó 5.4. Cước 1.5 vô được 120m. Cước số 2 vô được 90m nha mọi người. Cước số 3 nó vô được 60m. Made in Korea. Đó, quay rất là êm nè. Im gu bà gù. Gạt cước ok nha. Đó. Con này con 368. 368 này em sẽ bán cho mọi người với giá là 170.000. Tới con 369. 369 này một con Ramapher SUP 2850. Gateo 5.3. Cước 0.4 vô được 100m, 0.35 vô được 130m, 0.3 vô được 180m nha mọi người. Size con này là size 3000, 3500, Made in Korea nha. Nồi quay không kêu. Đó, nồi nó bị mất cái lưỡi gà, quay không kêu nha. Gạt cước ok lắm nha. Nó bị khô dầu, anh em để em tí để em xịt miếng dầu vô nha. Rồi, con này con 369 nha, em mới vừa vô dầu cho nó. Đó, nó nhẹ bưng lại liền. Rồi, quay rất là êm nha mọi người. Chế độ 2 chiều. Rồi, 369 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là... Giá đâu hết trơn rồi, nó bay bà giá rồi. 369 này em bán cho mọi người với giá là 150.000 nha. 369 giá 150.000. Rồi tới con máy 300...
370. 370 này một con alpha tắc cò. Size của nó là size 6000. Cước số 5 vô được 200m. Đó, số 6 nó vô được 150m. Con này chạy te tua. Đó, thân nồi là bằng carbon pha thôi, carbon pha nha mọi người chứ không phải kim loại. Đó, hàng này hàng made in China xuất Nhật. Quay rất là êm nha. Quay êm gu bà gù luôn. Quay êm gu bà gù luôn nha mọi người. Gạt cước ok nè. Mô bin sống nha. Đó, chế độ 2 chiều. Rồi, con này là con 370. Đó, con này 6 te tua. Rồi 370 này thì em bán cho mọi người với giá là 180.000 nha. Đó, 370 này xấu quá em bán cho mọi người 180.000. Tới 371. 371 này một con Tactic Android. Ở DX20. Size của nó là size 1500. Made in Korea luôn, hàng Korea xuất Nhật. Quay rất là êm nha mọi người. Quay rất êm nha. Gạt cước ok nè. Đó. Mô bin sống nha. Đó. Con này con 371. Đó, 371 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 130.000. 371 này em bán cho mọi người với giá 130.000 nha. Size 1500. Tới con 372. 372 này một con Daiwa Carbon Rinter 1000. Size thật nó tới 3000. Made in Taiwan nha, hàng Daiwa xuất Nhật. Hàng Đài Loan xuất Nhật nha. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Đó. Thông số cước nha mọi người. Là cước số 4 nó vô được 200m, số 5 vô được 180m và số 6 nó vô được 150m. Đó, cái nồi cước này rất là sâu. Cái nồi cước này vô nó rất là sâu nên vô rất là nhiều cước, nhưng mà cái ngoại hình tổng thể của nó thì máy nó nhỏ. Máy tương đương size 3000 thôi. Đó. Quay rất là ok luôn. Con này còn khá là đẹp. Con này là 372. 372 thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 230.000 nha. Đó, 372 này thì em bán cho mọi người với giá là 230.000. Rồi tới con 373. Đó, quay rất là êm luôn. 373 nè, con Combat 500, size của nó size mini, size 500 nha mọi người. Đó, size 500. Cước số 2 vô được 90m, số 3 vô được 60m nha. Made in Korea luôn. Bị mất cái tem ở đây. Quay rất là êm nè. Đó, rồi. Con 373 này em sẽ bán cho mọi người với giá là 130.000. Ở 373 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 130.000. Rồi tới con 374. 374 này là một con Spin Master 40. Size của nó là size 4000. Ở Spin Master 40, size của nó size 4000. Con này là không để made in nha. Không để made in, thông số cước của nó. Cước 0.35 vô được 160m. 0.4 vô được 100m nha mọi người. Đó. Con này quay nói chung còn rất ok nha. Đó, chế độ 2 chiều nè. Ờ, con này con 374. 374 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 150.000 nha. Ở 374 này giá 150.000. Tới con máy 375. 375 này là một con Shimano Alivio 1000. Ờ, size của nó size 1000. Cước 1.5 vô được 130m nha.
Cước số 2 vô được 100m và cước số 1 á, thì nó vô được là 60, cước số 3 vô được là 65m. Con này made in Malaysia. Thân nòi là bằng carbon, tay quay kim loại. Con này quay rất là êm nha mọi người. Quay rất là êm. Con này là con 375. 375 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 280.000. Ở 375 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 280.000 nhá. Ngoại hình rất là đẹp. Và tới máy 376. 376 này là một con Siuta EF30. Size của nó là size 1.500. Mô bin sống nha mọi người. Thân nồi bằng carbon, tay quay cũng carbon luôn. Đó, quay rất là ok. Made in Korea nha. Con này con 376. 376. Gatio của nó là 4.2, 4.3 chứ. Đó, cước số 2 vô được 110m, số 3 vô được 75m. Đó, thông số cước nha mọi người. Rồi, con 376 này em sẽ bán cho mọi người với giá là 130.000. Ở 376 này em sẽ bán cho mọi người với giá là 130.000 nha. Tới máy 377. 377 này là một con SZM. SZM Binfighter 1.500. Nó ghi 1.500 với size con này đó tới 2.000. Ngoại hình nó tương đương 2.000, khi nó lớn hơn 2.000 chút. Đó. Thì thông số cước của nó. Cước 1.5 vô được 180m. Cước số 2 á, vô được 130m. Cước số 3 vô được 100m. Nồi kim loại, thân là bằng carbon, tay quay kim loại, made in Korea nha. Đó, quay rất là êm luôn. Chế độ 2 chiều nè. Gạt cước. Gạt cước ok nha. Rồi, con máy này là 377. 377 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 230.000 nha. Đó, cái này nó hơi bị nứt chỗ đây một tí. Nứt ngay cái chỗ mà dàn ốc nè. Đó, nứt mà nắp chụp nè. Cái nắp giữ chặn nước nè, nó hơi bị nứt một tí ngay chỗ này, không sao nha. Anh em về chích miếng keo cho nó cứng chỗ đó lại là không thành vấn đề nữa. Rồi 377, giá 230.000. Tới máy 378. 378 là một con Daiwa ST500. Size của nó size mini, size 500, made in Taiwan luôn. Đó, thân nồi carbon, tay quay kim loại nha. Tay quay này, tay quay line nha, tông phong quay tay quay zin của máy. Tay quay zin của máy là màu đen, còn tay quay line. Đó, quay line nhưng mà được cái tay nó to thì anh em cầm mới dễ, quay nó ngon. Con này size mini, size 500. Thì cước số con này là cước số 2 vô được 100m. Số 3 vô được 65m. Rồi 378 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 130.000 thôi. Ở 130.000 con 378. Rồi tới máy 379. 379 này là một con leo, xe leo nha mọi người. Ở một bạc đạn. Con này là LX40. Size con này thì tương đương là size 3.000 thôi. Thân nồi carbon, tay quay là bằng kim loại nha. Quay rất là êm luôn. Chế độ 2 chiều. Quay rất ngon nha mọi người. Rồi, con này là con made in Korea. Thông số cước nha. Cước số 4 vô được 150m. Số 5 thì vô được 120m. Đó. Con này 379 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 150.000 nha. Ở 379 này em sẽ bán cho mọi người với giá 150.000.
Rồi tới máy 380, em xích lên tí cho anh em dễ xem nhé. Rồi 380. 380 này á, là một con Siêu-ta EF70, size của nó size 7000. Thân nồi carbon, tay quay kim loại nha. Đó. Thông số cước. Gatio của nó là 4.0 nha mọi người. Đó, cước số 6 vô được 200m. Số 8 vô được 150m. Đó, made in Korea luôn. Quay rất là êm nha. Đó, con này quay rất là êm luôn. Chế độ 2 chiều. Đó, gạt cước ok nha. Gạt cước ok luôn. Mobin sóng. Ngoại hình còn khá là đẹp. Rồi con này con 380. 380 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 300.000. Đó, 380 này em bán cho mọi người với giá 300.000 nha. Tới con máy 381. 381 này một con Daiwa. Daiwa Rinter 3.500, size con này size 5.000. Made in China nha, hàng Trung Quốc xuất Nhật. Cước số 4 vô được 200m. Số 5 vô được 150m. Con này size tương đương 5.000 nha mọi người. Nồi nhôm, thân carbon, tay quay kim loại. Con này ngoại hình thì chạy nhiều. Đó, chạy. Nhưng mà hoạt động thì rất là ngon nha. Hoạt động con này rất là êm. Đó. Im go bà gù nha mọi người. Rồi con này là mã của nó là 300 381. 381 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 250.000. Có con này thì được còn cái một ổ dây PE nè. Đó, dành cho anh em nào câu biển câu gì cái dây PE này xài nha. Rất là ngon, đỡ phải tiền phải mua. PE giá cũng mắc. Rồi 381. Tới con 382. 382 này là một con Shimano Super Aero, size con này tầm khoảng 10.000, 10.000 12.000. Đó. Made in Japan nha, made in Japan. Con này là mô bin chết nha mọi người. Mô bin chết không phải mô bin sống. Mô bin chết nha. Đó. Đổi tay trái phải đều được. Con này dành cho anh em chú bác nào thích câu cá lóc nè. Đó, câu cá lóc hay câu đánh gần nha. Đó, đánh gần. Quay rất là êm nha, mô bin chết. Anh em xem gõ giùm em là mô bin nó không chạy nha. Nó không có lông đền để chạy, nó chết một chỗ à. Đó. Rồi con này con 382. 382 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 400.000. Đó, 382 này em bán cho mọi người giá 400.000. Rồi tới con máy 383. 383 này một con Daiwa Riren 3.500. Đó, Riren 3.500. Size con này thì tương đương với nó là size 5.000. Cước số 5 nó vô được 150m nha mọi người. Đó, số 5 vô được 150m, số 4 vô được 200m. Con này made in Thái Lan nha. Quay rất là êm. Chế độ 2 chiều. Rồi, con này con 383. 383 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 580.000. Ở 383 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 580.000 nha. Tới con máy 384. Ở 384 này thì dành cho anh em câu lua nè. Máy này chiên lua. Con này đây qua Emblem 2000 IA. Ở made in Japan, dòng tem lụa nha. Dòng tem lụa. Con này có hệ thống ABS luôn. Quay rất là êm. Cối nông nha. Con này cối nông. Cối con này cối nông nha mọi người.
nên ra cước rất là lẹ, dành cho anh em nào câu lua nè. Đó, gạt cước rất ok, đổi tay trái phải đều được. Quay rất là êm luôn, bao êm, mượt. Rồi, con này thông số cước của nó nha. Con này để cước bi e nha mọi người. Cước 0.25 thì vô được 130m. 0.28 thì vô được 100m nha. Rồi, con 384 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 850.000. Đó, anh em nào biết chơi thì mua con này đánh ngon nha. Con này nếu mà đẹp giá 1 triệu mấy lận. Mà con này thì ngoại hình nó hơi chày nè mọi người. Nó chày nè. Thì em bán cho mọi người với giá 850.000 nha. Tới con 380 con này 384 nha. Rồi tới con 385 này, một con Olympic Nova Horizon. Đó. Con này full kim loại nha, thân nồi ta quay kim loại. Made in Japan luôn, con này bị mẻn chút xíu ngay chỗ này, không ảnh hưởng gì nha. Gắn vô cần vô vẫn bình thường. Quay rất là êm nè, nhẹ mượt. Quay rất êm nhẹ mượt nha mọi người. Có một ổ cước Nhật trong máy luôn. Ổ cước này anh em mua là bèo lắm mà cũng phải 300. 250, 300 ngàn một ổ cước. Giờ anh em chỉ việc câu thôi. Quay rất là êm nè. Đó. Rồi thông số cước. Con này ratio của nó 4.45. Nặng là 493g. Là cái xác không nha, chưa có dây. Con này là cước số 8 vô được 150m nha mọi người. Đó, con này size tương đương nó tầm khoảng 6.000-7.000 thôi. 6.000-7.000. 6.000-7.000 nha. Phô lăng cước rất là đẹp. Và cước ok luôn. Rồi con này là con 385. 385 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 600.000. Ở 385 này em bán cho mọi người với giá là 600.000 nha. Tới con 386. 386 này một con Olympic luôn. Let's go Nova. Size con này là size 8.000. Đó. Made in Japan nha, để Japan dưới lớp đáy. Con này là con cước số 4 vô được. Cước số 6 vô được 270m. Số 8 vô được 200m. Ratio nó 4.67. Nặng là 565g. Đó, quay rất là ok. Quay rất là nhẹ nha mọi người. Nó có cái chế độ quay không kêu nữa nè. Đó. Quay không kêu nha. Còn muốn quay kêu cứ gật nó qua. Đó. Rồi con này là con 386. 386 thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 650.000. Đó, 386 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 650.000 nha. Dành cho anh em câu biển vô tư luôn. Tới con 387. Đó, 387 này con hàng hiếm nè. Con Daiwa Carbon Caster GX8000. Con này size nó tầm khoảng 12.000. 10.000, 12.000. Quay rất là êm. Con này Made in Japan nha. Thân nồi carbon. Tay quay kim loại. Con này rất là đẹp luôn. Mô bin sống. Gạt cước ok luôn. Quay rất là êm nha mọi người. Ở chế độ 2 chiều nè. Thông số cước của con 387 nha. Ở chất liệu carbon spore nè. Line của nó là 7 tiếp nè. 7 tiếp vô được nhiều cước hơn. Con này cước số 6 nó vô được 150, 160m nha. Ở số 5 vô được 200m.
cái nồi nó vô thì tương đương với 6.000 thôi, nhưng mà cái ngoại hình tổng thể nó tầm khoảng 10.000. Rồi, con này là con 387. 387 này em sẽ bán cho mọi người với giá là 850.000 nha. 387 này thì em sẽ bán cho mọi người với giá 850.000. Rất là đẹp nha mọi người. Rồi tới con 388. 388 này là dành cho anh em câu lục. Đó, một con Daiwa. Đó, short cát nha. Short cát 4.500. Size con này tương đương với nó size 10.000, hàng có nông nha mọi người. Đó, hàng có câu lục. Thì cái dòng máy này là dòng máy đời cao của hàng Trung Quốc xuất Nhật. Đó, Daiwa đời cao. Con này có hệ thống ABS luôn nha. Quay rất là êm. Đó, quay rất là êm nha mọi người. Gạt cước ok nha. Chế độ 2 chiều. Chế độ 1 chiều nha. Rồi thông số cước. Cước số 7 vô được 170 m. Số 8 vô được 150 m nha mọi người. Đó, con này 388. 388 này mô bin sống nha mọi người. 388 thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 900.000. Đó, có hệ thống ABS luôn nha. 388 này giá em bán cho mọi người 900.000. Được rồi, con này cũng là con cuối cùng nha. Anh em nào lấy con số máy cứ alo trực tiếp cho em. Nếu mà anh em bận việc thì hãy để lại mã số và số điện thoại. Thì nếu mà còn máy á, thì em sẽ chủ động alo lại cho mọi người. Còn nếu mà hết máy thì em sẽ báo là đã bán nha. Được rồi, em cảm ơn mọi người.